Vâng, xin mến chào tất cả các bạn. Và chúng ta lại tiếp tục với chuỗi series giới thiệu về những sản phẩm do hãng đàn guitar Enya sản xuất. Và bên cạnh chúng ta đây là nguyên thùng nguyên hộp của cây guitar Enya với số model là Enya Novager. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong nó có những gì. Rồi sau đó mình sẽ review cho các bạn chi tiết cụ thể từng bộ phận của cây đàn. Và xin mời chúng ta cùng bắt đầu các bạn nhé. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thao tác mở hộp ra. Đây. Wow. À, lần này thì chúng ta thấy là nhà sản xuất họ tặng cho chúng ta một cái bao da. Vẫn là một cái bao da của hãng Enya, có logo hãng ở đây. Có tay sắt. À, và có cả phần tay đeo rất là đẹp các bạn nha. Thì mình thấy là cái bao này nó có kết cấu giống như bao của cây Enya EX1 và cây X1 Pro các bạn ha. Có chất liệu là giống như vậy các bạn ha. Kể cả phần khóa kéo cũng vậy, cũng có logo, khắc logo hãng ở đây. Trông rất là đẹp, rất là sang luôn các bạn. Mình phải thừa nhận một điều là cái hãng Enya này họ rất là tinh tế và rất là chu đáo các bạn. Thì đây là do là phân khúc thấp. Phân khúc này là phân khúc thấp nên cái việc mà phụ kiện thì nó cũng hạn chế. Thì chúng ta thấy thì mình trong sẽ có những gì nè. À, là một miếng dán. Một miếng dán Enya Nova Acoustic Guitar. Một miếng dán chống xước nè. Và một cái capo. Capo hãng. Có logo của hãng các bạn nha. Và tiếp theo đó là cuốn sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn sử dụng. Và ở đây là có mã QR các bạn nhé. Mã QR, ok, rất là chu đáo. Vâng, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây, một cây đàn màu cam rất là dễ thương luôn các bạn. Quá dễ thương đúng không ạ? Và mình sẽ tiết lộ một điều thú vị cho các bạn biết. Cây đàn này nó không giống những cây đàn guitar bình thường chúng ta hay thấy. À, cây đàn này nó được làm từ carbon. Nghĩa là chúng ta thấy nè, nó không phải bằng gỗ các bạn nha. Nó được làm từ carbon và được đúc liền một khối. Đó, chúng ta sẽ không thấy cái đường bo, đường viền hoặc là kẽ hở ở đâu cả. Nó được đúc liền khối luôn. Rất là hay các bạn nha. Đấy, cái thùng rất là chắc chắn luôn. Nó bo nè, ở đây có tròn rất là đẹp các bạn. Nó bo tròn như thế này đây, đấy, phía trước cũng vậy nè. Rất là độc đáo luôn. Chúng ta thấy cái độ chắc chắn của thùng. Thì nếu mà một cái thùng đàn được làm từ carbon như thế này thì cái việc mà va đập bể vỡ nó rất là khó các bạn nha. Đó là một cái hay của cái hãng này. Thấy rất là ok. Rất là chắc chắn luôn. Và một đặc điểm nữa là như những cây guitar Enya chúng ta thường thấy thì cái dòng này chúng ta vẫn có thể tháo rời thùng đàn và cần đàn ra độc lập với nhau. Để khi chúng ta đi máy bay chẳng hạn thì chúng ta có thể tháo rời cái phần cần này và phần thùng này ra để chúng ta xếp trong một cái hộp nhỏ để đem lên máy bay. Vì có nhiều hãng máy bay người ta khó tánh, người ta không cho mình mang guitar lên trên máy bay vì sợ bể vỡ rồi người ta bồi thường lại vậy đó. Thì như cái hãng này thì họ thiết kế là mới có thể mở thùng đàn và cần đàn ra bằng cách nè, ở trong đây, ở trong phía hầm đàn này nó có một cái lỗ ở bên trong và chúng ta dùng cái lục giác chúng ta mở cái lục giác đó ra và tháo rời ra. Thì mình khuyến khích các bạn, nếu các bạn không có rành hoặc là không cần thiết thì chúng ta không cần phải tháo làm gì, vì khi các bạn gắn vô thì ok cũng được nhưng mà mất công đúng không ạ? Tại vì mình không rành thì thôi, hỏi để về chơi là được rồi. Và cái phần mặt tút ở đây rất là đẹp, mặt trần ở đây cực kỳ đẹp luôn, nó đen đen nhám, đen tuyệt đối các bạn nha. Thì nó được làm từ gỗ mun, cái này cũng vậy, làm từ gỗ mun đen. Và ở đây cũng có một cái logo hãng ở đây, cái logo của Enya. Khóa thì bộ khóa vẫn là khóa đúc của hãng Enya. Ở phía sau có mã QR cho các bạn chat ha. Và trên đây là cái logo của hãng Enya, chữ Enya ở đây. Ở dưới đế ta có một cái nút để mà đeo dây và bên hông cũng vậy các bạn ha. Rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy các đường bo của nó bo tròn nè. Bo rất là dễ thương luôn. Thấy cụ thể nha. Đó. Bo viền rất là đẹp, nghĩa là nó đúc liền khối này, nó không có kẽ hở. Chỗ này phần này nó được bo
hồ rất là tròn. Và tiếp nữa là ở cái phần hai bên cái mặt tút hai bên hông này, thì thông thường ở những cây guitar bình thường chúng ta hay thấy là nó hay bị lồi lên, và khi chúng ta ở dưới cũng vậy, khi chúng ta bấm hoặc bấm và chúng ta di chuyển thì khả năng mà nó làm rách cái tay của bạn rất là dễ. Thì ở cái đàn này nhà sản xuất họ làm rất là kỹ, họ mài rất là kỹ, mình có thể miết ở đây một cách trơn tru của bạn rất là hay. Đó, nó mình không sợ gì hết bạn ha. Rồi cái phím ở đây thì nó đóng rất là kỹ luôn, đẹp, phím quá đẹp đó, tuyệt vời. Thì ở mức giá là dưới 3 triệu chúng ta để sở hữu một cây đàn như thế này thì mình nghĩ là quá tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn thật sự mà không gòn thì đây, nó đây, dưới 3 triệu các bạn nhé, có đầy đủ phụ kiện. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy hình ảnh cụ thể và chi tiết của cái. Mình sẽ đánh và quay trực tiếp bằng điện thoại các bạn nhé. Xin mời các bạn lắng nghe. Và vừa rồi chúng ta đã được nghe một đoạn mình test âm thanh mộc của cây đàn. Tiếp theo là action, nghĩa là độ căng, độ cao của dây. Thì như chúng ta biết rồi đó, đối với một cây đàn mà người ta đã làm tỉ mỉ như thế này thì mình chắc chắn một điều là cái action là vấn đề người ta rất là quan tâm. Do đó các bạn không phải bận tâm về điều này nhé. Nghĩa là với cây đàn này, action rất là thấp và bấm rất là êm tay. Chúng ta nhìn trực quan bằng mắt chúng ta thấy là cần nó thẳng băng các bạn nhé. Cái độ hở giữa dây, giữa dây đàn và cần đàn nó rất là thấp, nghĩa là độ cao giữa dây và cần đàn rất là thấp, nên chúng ta không có lo lắng về cái việc là bấm bị đau tay hay là cứng dây hay là nó làm cho chúng ta mỏi tay khi chúng ta đánh đường dài. Và đối với các bạn mới tập thì cái đàn này là một sự lựa chọn rất là tối ưu dành cho các bạn nhé. Chúng ta tha hồ tập mà không sợ đau, không sợ mỏi. Và để với mức giá là dưới 3 triệu thì đây là một trong những cây đàn mà đáng để cho chúng ta sở hữu. Và bạn nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0373744385 hoặc kết bạn qua Zalo với số điện thoại trên của mình, hoặc nữa là kết bạn với trang Facebook cá nhân của mình là Thanh Bình Trần, hoặc các bạn có thể xem đàn trực tiếp tại địa chỉ là Sahit Music 7/47 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Thì bên mình nhận ship code toàn quốc cho các bạn, và khi nhận hàng các bạn được kiểm tra hàng kỹ rồi mới thanh toán tiền các bạn nha. Và cuối cùng là mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi clip của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.